Ngoài Blu-ray và DVD, quý vị có thể mua bản gốc trên sbtngo.com và bấm vào Digital Edition, bản gốc và hãy chọn sản phẩm mà mình muốn. Quý vị có thể bấm vào sản phẩm đó và chọn mua ngay. Sau khi bấm vào Buy, quý vị có thể điền email và tạo cho mình mật mã. Nếu đã có account sbtngo rồi thì xin hãy login vào. Kế tiếp, xin hãy điền tên và số thẻ tín dụng rồi hoàn tất trả tiền. Sau khi hoàn tất trả tiền, quý vị sẽ nhận một email có đường link download tải về máy hoặc xem trực tiếp trên máy vi tính. Vừa nhanh, vừa tiện. Xin cảm ơn. Để tưởng niệm 46 năm tị nạn cộng sản của hàng triệu người dân Việt Nam, đài truyền hình SBTN sẽ có các chương trình như sau. 40 năm nhìn lại, phát vào thứ hai, giờ phát 6 giờ 30 sáng, 11 giờ 30 trưa, 4 giờ 30 chiều và 8 giờ tối, bắt đầu từ thứ hai ngày 5 tháng 4 năm 2021. Tị nạn Việt Nam phát vào thứ bảy, giờ phát là 9 giờ sáng, 3 giờ chiều và 9 giờ 30 tối, bắt đầu từ ngày thứ bảy, ngày 10 tháng 4 năm 2021. Phim Vượt Sóng phát vào ngày thứ Sáu, 30 tháng 4 năm 2021, lúc 8 giờ 30 tối và phát lại vào thứ Bảy ngày 1 tháng 5 năm 2021, lúc 1 giờ 30 chiều. Tất cả sẽ phát theo giờ California. Và sau đây Thành xin có một vài lời đến anh Lê Toàn. Thành mới nghe nói là Toàn sắp có một tin rất là vui, phải không? Dạ. Vắc xin hả? Gà, không phải là vợ, không phải vợ sắp đẻ đâu. Không phải tin vui này. Tính là tin không vui. Đây, Toàn kể đi. Tin vui tức là còn đúng một tháng nữa là em retire. Đúng, cái này là tin. Em có biết không? Để anh nói cái này nè. Khi mà retire đó là phải 65 tuổi. Nhưng mà Toàn là retire sớm phải không? Không sớm đâu anh. Đúng hả? Đúng 65 tuổi rồi ta. Thì tức là này, mình có, người ta thường thường người ta có Medicare gì, nhưng mà Toàn là có Who Care. Tức là tất cả cái gì là được có chính phủ lo hết. Tức là anh xin chúc mừng cho Toàn. Chúng phải vợ sắp đẻ phải không? Ngày cá tháng tư. Nếu cá tháng tư. Nếu mà vợ sắp đẻ thì không phải là tin vui nữa. Tin dữ. Cái đó gọi là tin dữ đúng không? Không. Vợ sắp đẻ 65 tuổi là tin vui. 65, 66 mà vợ đẻ là trouble. Quá vui. Xin chúc mừng Toàn một tháng nữa là khỏe re rồi. Yeah. Gần đi Hawaii mỗi tuần luôn. Đi Toàn về, Toàn đi Toàn. Yes. Chúc mừng cho Toàn nhé. Thì bây giờ anh để xin phép quý vị để Thành được ân hạnh để giới thiệu đến quý vị giọng ca của nam ca sĩ Lê Toàn. Kính thưa quý vị, bài đầu tiên Lê Toàn xin gửi đến quý vị là một bài của Andy Williams hát, trích từ phim Moulin Rouge, đó là bài Where Is Your Heart?
Whenever we kiss, I worry and wonder. Your lips may be near, but where is your heart? It's always like this. I worry and wonder. You're close to me here, but where is your heart? It's a sad thing to realize that you've a heart that never melts. When we kiss, do you close your eyes, pretending that I'm someone else? You must break the spell, this cloud that I'm under. So please, won't you tell, darling, where is your heart? It's a sad thing to realize that you've a heart that never melts. When we kiss, do you close your eyes, pretending that I'm someone else? You must break the spell, this cloud that I'm under. So please, won't you tell, darling, where is your heart? So please, won't you tell, darling, where is your heart? Quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, hồi nãy Thành có kể chuyện về cái dao dĩa với lại muỗng rồi kia, thì bây giờ anh anh Hùng, anh ấy có một cái bài để trả lời cái đó của cái chuyện đó của Thành. Thì nó, anh Thành ơi, ông chồng không ngủ ở nhà mà bị bà vợ bá hạch hỏi thì ông ta nên trả lời như thế này: em biết đấy, anh không thể nào ngủ trên giường mà không có em. Vì thế, đâu có biết là em để dao, muỗng và nĩa ở đó. Anh ngủ ngoài salon và phải ăn bốc. Anh bắt đền em, bây giờ em tính sao? Thì bà vợ ú ớ luôn. Yeah, cảm ơn anh Hùng. Vừa Thành có, đây, anh Lê Xuân Cảnh. Anh có gửi lại cho Thành mà đừng có quên cái chuyện này. Đây, có khi nào ta dám đặt tên con là COVID để ghi nhớ một thời để yêu và một thời sợ gần chết không? Bài thơ sau đây tặng cho Công Thành Show với mục đích là vui là chính, không nhắm vào ai, và nếu có sự trùng hợp thì chỉ là một sự vô tình. Làm thơ vui là tật của tôi, làm khán giả cười là tài của anh. Xin cảm ơn anh Công Thành, anh Lê Xuân Cảnh. Đây, năm ngoái nhận được 1.200 phân nửa chi vào chuyện ngừa thai. Hai vợ chồng cả ngày rảnh rỗi, không cẩn thận là dính bầu ngay. Hôm nay vừa lại nhận được tiền,
lập tức mua chữ tã và sữa liền. Năm ngoái ngừa thai mà không work. Nay việc sinh con là ưu tiên. Nhè mùa Covid đảo điên, phải đưa vợ hiền vào nhà bảo xanh. Người ta vui coi công thành, còn vợ mình mệt, dặn banh cả mồm. Thơ chào phúng tặng các ông, trước khuyên nghĩa sữa, hết lòng cữ kiêng. Sau đó tớ xin hỏi riêng, muốn đàn giỏi, tập mỗi đêm mấy giờ? Anh Lê Xuân Cảnh, cảm ơn anh Cảnh rất là nhiều. Và anh Hùng cũng một chuyện là đây, một chuyện về sợ vợ. Một ông bạn bác sĩ của tôi lấy vợ ngoài 20 năm, bữa kia ông bà rủ nhau đi chợ mua sắm các thứ để kỷ niệm ngày đám cưới. Người vợ bảo anh giữ tiền nhé, em mua cái gì thì anh chi. Người chồng cất tiền vào túi. Nhưng khi hai người đến đầu chợ thì vợ lại cằn nhằn. Đến chỗ đông người mà sao anh lỡ ngớ mà một thằng ngố vậy. Anh không biết bọn móc túi ở đây đầy ra hả? Ông chồng bảo đừng lo. Người chồng nói chúng nó không dám được làm gì được anh đâu. Bà vợ bà ngắm nghía ông chồng một lúc rồi bà quyết định. Thôi đưa hết tiền cho tôi đi. Anh giữ tiền mất như chơi. Thì người chồng vâng lời đưa tiền cho bà vợ. Bà bỏ tiền vô túi, vô ví mà cầm chắc ở trong tay. Hai người bước vô chợ đi vòng vòng ngắm nghía hàng hóa một hồi. Cuối cùng bà vợ quyết định mua một bộ đầm 130.000. Nhưng khi móc ví giả tiền thì là ví bị rạch và gói bạc biến mất. Ông chồng ông ấy nói rất là nhỏ, phải chi lúc nãy em để anh giữ tiền thì đâu đến nỗi. Bà vợ túm lấy cổ ông chồng gầm lên đồ ngu. Tại sao tôi bảo anh đưa tiền cho tôi giữ mà anh cũng đưa? anh phải biết ngăn cản tôi chứ. Thế mới gọi là đàn ông chứ, đàn ông gì mà vợ bảo sao là nghe vậy đến nỗi mất cả tiền. Lỗi của anh sờ sờ như thế mà còn đổ cho người ta. Đàn ông gì mà hèn quá vậy. Bị cổ áo nắm ngay giữa chợ, ông chồng mắc cỡ quá năn nỉ. Thôi anh xin lỗi, buông anh ra đi. Đừng làm thế ở chỗ đông người. Vài bữa nữa, em có nói gì anh không nghe nữa. Và kính thưa quý vị, lại một phần quảng cáo, Thành sẽ trở lại. Lần thứ nhì có một người yêu cầu mà đúng cái bài của nữ ca sĩ Khánh Trân sẽ trình bày ngày hôm nay. Đài truyền hình SBTN đã cho ra mắt DVD Những Ngày Xưa Thân Ái. Chương trình sẽ đưa khán giả bước vào dĩ vãng. Quý vị có thể order trên online sbtn.tv hoặc mua digital copy trên sbtngo.com.